Cha Mâu Ni Phật, kính thưa cùng toàn thể đạo tràng có mặt ngày hôm nay. Đây cũng là kỳ an cư kiết hạ của chư tăng, và được biết là đạo tràng của chúng ta ngày hôm nay thọ bát quan trai, phải không? Dạ, tu thọ bát quan trai. Và hôm nay á, là chúng tôi tính nói chuyện cho quý vị sâu về Phật Pháp một chút. Nhưng mà có một cái việc xảy ra vừa rồi á, ở trên đài và trên mạng và truyền hình cáp á, người ta thông báo một cái thông tin là cái chu kỳ của cái mặt trời á, mà nó cứ như vậy á, là khoảng 100 năm là nó sẽ có một cái cơn bão, gọi là bão từ từ trên mặt trời, nó phun ra các nơi và chịu ảnh hưởng là có cái trái đất của mình. Như vậy á, thì cái thông tin á, là vào năm 2013 là sẽ có cơn bão từ cực kỳ lớn, nó kéo từ mặt trời đi xuống trái đất của mình. Và vừa rồi có một số băng đĩa của các thầy nói tới cái ngày tận thế là năm 2012, và có một số cái thông tin, có một số cái thông tin qua cái cuộn phim của Mỹ, là cái phim cũng đặt tên là Ngày Tận Thế, cũng nói là 2012. Nên Phật tử hoang mang, Phật tử hỏi thầy liên tục. Và có một số người Phật tử đã sanh ra một cái tư tưởng như thế này, là con của họ kinh doanh á, cái họ không cho con kinh doanh nữa, nói là gần tới, đời gần tới, con kinh doanh làm gì bây giờ, mà không lo tu mà lo kinh doanh làm gì. Cái mấy đứa con không đồng ý tư tưởng của mẹ mới nói với thầy, làm thầy nói như thế nào chứ mẹ con có tư tưởng vậy đó, giờ không cho con làm ăn thì lấy tiền đâu mà xài, còn nếu mà xài hết tiền rồi lấy tiền đâu mà ăn, như vậy phải nói như thế nào. Mà mẹ vẫn không đồng ý, mẹ là Phật tử thuần thành lắm, mẹ là bây giờ phải cúng dường, phải bố thí, rồi phải đi chùa, phải tu thôi. Chứ gần tới bây giờ 2010 rồi, tới 2012 thì cận bên rồi. Lúc trước còn bán tín bán nghi, bữa nay nghe đài nó mới báo là 2013 có bão từ mặt trời nó kéo lửa về cuồn cuộn, cứ này chắc là tiêu thiệt rồi. Nên là không cho con cái làm gì nữa cả, ngồi lo tu ăn để tu thôi. Như vậy thì vì cái lý do Phật tử hoang mang. Có thể thông tin này quý vị Phật tử biết một phần của 2012 rồi, nhưng mà cái mới đây của cơ quan NASA của Mỹ nó cung cấp thông tin đó, nó lại là quý vị chưa biết. Mà mai mốt thì Phật tử sẽ đồn tới sẽ biết. Nên sợ có những Phật tử gây ra chấn động tâm lý, rồi cái đường tu của mình nó không được bình an mà mình trở thành hoang mang. Nên vì cái lý do đó mình rào đón trước. Nên hôm nay thầy sẽ chia sẻ với quý vị Phật tử một cái đề tài là bão từ mặt trời và tận thế. Quý vị Phật tử biết bây giờ chúng ta có một cái khái niệm, là cái thứ nhất là đón về tận thế. Tận thế thực ra là chết hết chứ không có gì hết trơn. Mà trong các cái tôn giáo khác người ta cũng có suy đoán rồi, ta đoán là ngày tận diệt rồi ngày tận thế. Mà đạo Phật, Đức Phật cũng có nói rồi, Đức Phật không nói ngày tận thế, mà Đức Phật dạy là tất cả các gì sanh ra do duyên sanh, và cuối cùng nó sẽ do duyên mà diệt đi. Nó sẽ hình thành và hoại diệt một sự vật hiện tượng trên bốn cái quá trình, là thành, trụ, hoại, không, hoặc là sanh, trụ, dị, diệt. Và con người của chúng ta cũng không thoát khỏi cái nguyên lý đó, là sanh, lão, bệnh, tử. Vì thì cái trái đất mình cũng vậy, nó sanh ra rồi,
nó trụ ra một thời gian rồi tới hoại rồi mới tới kiếp diệt. Như vậy thì nó trải qua bốn cái đại kiếp thành trụ hoại không, mà trong kinh Phật nói rằng kiếp mình đang là kiếp hoại, chưa phải kiếp không đâu. Kiếp không nó mới mất, chứ còn kiếp hoại nó vẫn còn quý vị. Mà một kiếp nó dài lắm, cái đại kiếp nó lớn lắm. Một kiếp là 16.798.000 năm, phải không? 20 tiểu kiếp vậy mới được một trung kiếp, và 4 trung kiếp mới được một đại kiếp. Như vậy thì mình nằm trong cái đại kiếp hoại, vậy nó còn lâu lắm, chứ nó không phải gần như vậy đâu. Vậy thì tận tất nhiên là cùng, phải không? Cái gì nói tận cùng, tận tức là cùng, tận thế là thế gian không còn tiếp tục nữa. Như vậy thì mình xét theo lý của nhà Phật, dựa trên quá trình của nhân quả. Trong cái nhân quả thì nó có cái dòng nghiệp nó chảy trong chúng sanh nên mới hình thành. Bây giờ ví dụ ở nơi đây mưa nhiều mà nắng ít thì do nghiệp của chúng sanh đã gieo ở nơi đó trở thành một cái cộng nghiệp, có nghĩa là nghiệp chung phải chịu lũ lụt. Chúng ta gieo một cái nghiệp mà ngày hôm nay chúng ta phải nhận lấy cái lũ lụt này, chứ không phải tự nhiên ông trời nào mà đưa xuống. Ví dụ như một cái hệ thống kinh điển của nhất thần và hữu thần. Nhất thần có nghĩa là chỉ có một cái ông toàn quyền năng quyết định nè, ông ra một cái lệnh giống như phim Tài Thiên vậy á, ra một cái lệnh nè. Bữa đó tình cờ thầy bắt lên thì nghe cái lệnh của trên đưa xuống cho cái ông thần mưa, là hôm nay mưa ở vùng này mưa lên á là 2 tấc 4 phân 3 ly lẻ 48 giọt. Là mưa kiểu này không biết sao mưa mưa mà nước ngập lên á, lên 2 tấc đó, rồi 4 phân rồi thêm 3 ly còn lẻ 48 giọt, nhỏ nhỏ lẻ 48 giọt, nó phải mưa đúng vậy đó. Mà mưa 49 giọt đó là bị phạt đó. Như vậy thì có cái ông nhất thần, có nghĩa là ông thần này là ông quyền năng hết tất cả các cái ở trên đời này, để ông ra một cái lệnh cho người khác mưa. Như vậy thì mưa gió là do cái ý của cái ông nhất thần này. Nhất thần mình nói là cái ông cao tột nhất á, là người ta gọi là hệ thống nhất thần. Còn mà trong cái thế gian này nhiều cái ông thần khác thì người ta gọi là hệ thống bách thần, hoặc là hệ thống đa thần giáo của Ấn Độ. Ví dụ như thấy sét đánh cái đùng cái có ông thần sét, thấy mưa rầm rầm có ông thần mưa, thấy gió có ông thần gió, phải không? Như vậy hệ thống đó hệ thống đa thần. Và có một cái hệ thống nữa là gọi là nhất thần. Nhất thần có nghĩa là ông thần ông trưởng quản trong ngoài vũ trụ gì hết. Ý của ông đó là sao thì cái thế gian này phải chịu vậy thôi. Ông vui á thì ổng cho mưa thuận gió hòa, còn ổng giận lên ai làm gì giận lên á là ổng sẽ cho ngập nước, ổng sẽ là hỉ mũi thôi là nước mưa ngập hết, và ổng chỉ cần thổi một cái thôi là cuồng phong bão tố rầm 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 cuốn hết thế gian như vậy. Thì dân gian ta đã tin vào cái điều đó nhiều năm nhiều tháng nhiều đời rồi, trở thành cái hệ thống nhất thần giáo, có nghĩa là chỉ có một ông này là toàn quyền năng quyết định thôi, gọi là đấng toàn năng. Và cái đa thần giáo là quyền thuộc nhiều ông khác nhau. Ví dụ như buổi sáng mặt trời đi từ phương Đông lặn về phương Tây, thì trong thần thoại Hy Lạp nói là có một ông thần gọi là thần Apollon, phải không? Kéo cái mặt trời đi từ hướng đó về hướng đó. Còn nữ thần tình yêu, rồi thần chiến tranh, vân vân. Ông nào cũng có thần chứ. Ông nào thần nào thì có quyền bảo quản hết các cái thuộc lĩnh vực của mình. Ví dụ thần nước thì cái gì dính tới nước là ông sẽ ra tay thôi. Còn cái gì ông thần lửa là dính tới lửa là ông ra tay hả? Ông thần gió dính tới gió là ông ra tay. Như vậy thì trong cái thế gian mình có nhiều ông thần khác nhau. Như vậy là hệ thống đó hệ thống đa thần. Còn cái hệ thống nhất thần á, là có ông một toàn quyền quyết định hết mưa gió sấm chớp mây gì, được toàn quyền quyết định hết tất cả các cái trên thế gian này. Nhưng mà đạo Phật, Đức Phật nói không phải như vậy. Đức Phật nói tất cả đều do nghiệp của chúng sanh. Ví dụ chúng ta làm một cái gì đó ở trong quá khứ tạo thành cái dòng nghiệp, chúng ta sanh ra cùng cái thời gian này là thời mạt pháp, như vậy thì chúng ta đều là phước mỏng mà tội dày hết. Tại vì chúng ta sanh ra vào một cái thời mà kinh A Di Đà gọi là ngũ trược ác thế, có nghĩa là kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược và phiền não trược. Trược tức là dơ á, trược á, trược tức là dơ, trược tức như là xấu, phải không? Còn á, thanh tức là trong sạch, thanh á là tốt, là trong sạch.
Nước sạch đó là cao thanh à, chứ không phải là ai nói là cao trượt cả. Trượt tức là dơ, là xấu, là thấp phía dưới. Thanh là cao à, cao cấp à, thanh là trong sạch, là phía lên trên. Vậy thì chúng ta đang sống trong cái mạng trượt. Mạng trượt tức như chúng sanh chết yểu, phải không? Kiến trượt, kiến là cái thấy, cái nhận biết, cái hiểu biết của chúng ta. Hồi xưa người ta hiểu biết gì lắm, chỉ pháp, một bài pháp của Phật thôi, người ta giác ngộ rồi. Còn bây giờ mình nghe quá chừng chừng luôn mà mình không giác. Như vậy là cái nhìn của mình bây giờ không phải như hồi xưa nữa rồi. Mình bị u mê ám chướng rồi, bị đời á, che mắt mình hết rồi. Nên mình có cái kiến trượt. Còn chúng sanh trượt, chúng sanh thì không phải loài người mình không đâu quý vị. Mà chúng sanh này là tất cả các cái loài chúng sanh hữu tình. Như vậy thì tất cả các cái loài là trong có đó bốn loài: loài thai sanh, rồi loài do trứng sanh, rồi loài do quá sanh, loài thấp sanh. Cái đó là trượt. Thì phải sao? Thì phải mạng nó ngắn. Ví dụ như thường thường nó sống 100 năm, giờ nó sống có 20-30 năm mà bị thiên tai, bão lụt, chiến tranh, nó chết đi, gọi là mạng trượt à. Rồi là phiền não trượt nó chứ à, cái phiền não nó gây cho chúng ta những cái thảm khốc, những cái đau sầu trong cái tâm của chúng ta. Còn kiếp trượt, cái kiếp, kiếp là kiếp hoại. Mình đang nằm ở trong cái kiếp hoại của trong cái bốn cái đại kiếp, vậy gọi là kiếp trượt. Như vậy á, thì nhà Phật không chấp nhận có một ông thần nào để mà làm tất cả chuyện này hết. Tất cả đều do chúng ta làm ra cả. Như vậy á, thì chúng ta sanh ra trong cái đời ngũ trượt ác thế này, thì chúng ta phải bị thiên tai, bị dịch bệnh, chúng ta bị chiến tranh tàn khốc, để làm cho mạng của chúng ta ngắn dần đi, là bị cái trượt đó. Chứ không phải ai ban phước và giá quả cho ta cả, thông qua quá trình của nhân và quả. Như vậy á, thì con người ta sanh ra đây cùng một thời, như vậy gọi là cộng nghiệp. Cộng nghiệp mới sanh ra cùng một thời. Nhưng mà sanh ra cùng một thời sao người này đẹp người kia xấu? Sanh ra cùng một thời sao người này chết yểu mà người kia sống dai? Sanh ra cùng một thời sao người này bệnh mà người kia rất là khỏe? Sanh ra cùng một thời sao người này có quyền lực mà người kia lại không nói ai nghe? Đúng không? Như vậy thì trong cái cộng nghiệp chung của cái thời đó sẽ có cái nghiệp riêng của nó, gọi là biệt nghiệp. Mỗi người đều gieo cái nghiệp khác nhau ở trong quá khứ, gọi là biệt nghiệp. Như vậy thì tận thế có nghĩa là tất cả chúng sanh, là ý nói con người mình, sẽ đến một cái ngày tận diệt chung với nhau, phải không? Gọi là cộng nghiệp chung đó. Biệt nghiệp cũng chung luôn, tại vì cùng ngày một đi hết mà, đúng không? Vậy thì cộng nghiệp